Làm content creator có cần phải biết, có cần phải giỏi edit video hay không? Nếu không thì có thể phát triển trong cái ngành content creator ở tương lai hay không? Đây là một câu hỏi khá là hay để chúng ta bắt đầu một cái video để mở màn cho cái mini studio mới của mình. Như các bạn cũng thấy, setup mới, không gian mới, ánh sáng mới, tất cả mọi thứ đều mới. Còn bây giờ vào video và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi edit video nó có quan trọng với lại content creator hay không. Hey, this is Rocket Workshop. Please sit down, check out me. Điều đầu tiên mà mình phải nói với các bạn là làm content, cái chữ quan trọng ở chỗ là content. Dịch sang tiếng Việt nó là nội dung. Và trong cái chữ content hay cái chữ nội dung đó, nó không bao hàm cái câu chuyện là video hay phải làm video hay phải làm video giỏi. Không hề. Vậy thì content là gì? À, content nó là một cái nội dung và làm content creator, tức là tạo ra nội dung. Thế thì câu hỏi rằng edit video nó có phải là một kỹ năng cần biết, phải biết, thậm chí là phải giỏi khi làm content hay không? Thì nó hay ở chỗ là, cái hay của câu hỏi đó là ở việc là chúng ta đánh giá được coi những kỹ năng nào cần cho việc làm content. Và việc chúng ta hiểu có cái việc làm content nó là như thế nào. Nói một cách nôm na thì ai cũng sẽ có những cái ý tưởng trong đầu, những cái suy nghĩ trong đầu. Và chúng ta làm content, tức là chúng ta đem những cái mà trong đầu của chúng ta ra để cho người khác xem. Và để cho người khác xem thì chúng ta cần một cái kỹ năng là kỹ năng giao tiếp. Content là nội dung nằm trong đầu chúng ta. Chúng ta muốn cho người khác hiểu, người khác xem được, hoặc là người khác sẽ thích được, thì chúng ta phải có kỹ năng giao tiếp. Cái kỹ năng giao tiếp cơ bản nhất của con người đó chính là ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ ở thời điểm hiện tại nó là cách mà chúng ta nói. Nhưng mà ngay cả khi là hàng vạn năm về trước, chúng ta đã có những cái loại ngôn ngữ cử chỉ. Cho nên rằng làm sao để bạn giỏi được trong việc làm content, thì cái đầu tiên bạn phải giỏi trong cái kỹ năng về ngôn ngữ đã. Vậy thì giỏi trong cái kỹ năng ngôn ngữ là nó bao gồm cái gì các bạn? Giỏi trong kỹ năng ngôn ngữ, cái đầu tiên luôn á là phải giỏi cho bản thân chúng ta. Tức là chúng ta biết cách đem những thứ ở trong đầu của chúng ta, chúng ta dùng cái ngôn ngữ của mình, chúng ta thể hiện nó. Và nó thường thể hiện bằng cách là viết. Và khi chúng ta viết xong, chúng ta có sở thích đọc lại nó là tốt. Còn nếu như chúng ta viết xong mà bản thân chúng ta còn không muốn đọc lại, và chúng ta còn không thích đọc lại, tức là cái việc mà chúng ta dùng ngôn ngữ đó để thể hiện cái nội dung ở trong đầu chúng ta là nó thật sự có vấn đề. Và khi nó có vấn đề thì đảm bảo rằng các bạn đưa cho người khác đọc, nó cũng sẽ phát sinh vấn đề. Người ta có thể không thích, người ta có thể hiểu sai, và thậm chí người ta có thể là ghét cả bạn. Vậy thì cái kỹ năng ngôn ngữ mới là cái kỹ năng ban đầu chúng ta cần phải có. Nói điều này có nhiều bạn sẽ cảm thấy rằng ừ, cái này tôi cũng biết. Đúng, các bạn đã biết. Nhưng có nhiều người họ chưa biết, họ đang thấy content creator nó khá giống với việc là làm video. Vậy thì người ta nghĩ rằng phải biết kỹ năng video trước. Cho nên ở cái khúc này mình cần phải khẳng định rõ rằng làm content creator, làm content thì bạn phải có kỹ năng ngôn ngữ. Vậy thì kỹ năng ngôn ngữ đó nó cần những cái gì các bạn? Nó giống như khi các bạn học ở phổ thông, các bạn cần phải biết cách làm tập làm văn và làm tiếng Việt. Thì ở tiếng Việt, ở bộ môn tiếng Việt, nó sẽ giúp cho các bạn có được thêm số lượng từ vựng nè, cách mà chúng ta hiểu một từ như thế nào. Rồi làm tập làm văn, nó sẽ giúp chúng ta sắp xếp các từ vựng đó thành một câu, một đoạn văn hoặc một cái bài rất là dài nhưng mà người ta đọc vào vẫn lôi cuốn, vẫn dễ hiểu. Thì đó là tiếng Việt và tập làm văn. Cái bộ môn ngôn ngữ nó hay ở chỗ vậy nè, cùng một từ có thể bạn hiểu nhưng người khác không hiểu. Mình năm nay mình khoảng gần 40 tuổi thì đảm bảo rằng có những từ mình hiểu, nhưng những em 15 tuổi, 20 tuổi hoặc 25 tuổi, các em sẽ không thể hiểu được. Đây, tại vì có thể ở thời điểm này các em không dùng những từ đó. Và ngược lại, có những từ những bạn trẻ 20, 25 tuổi các bạn dùng, mình cũng không hiểu được. Vậy thì việc của một người làm content là đầu tiên các bạn phải hiểu được cái ngôn ngữ của các bạn nói ra là gì. Sau đó các bạn đi tìm hiểu xem ngôn ngữ của người sẽ xem video các bạn, người sẽ nghe cái podcast của bạn, người sẽ xem một cái nội dung của bạn, họ đang dùng ngôn ngữ như thế nào.
và sau đó rằng bạn sẽ tìm cách bạn dịch từ ngôn ngữ của bạn sang ngôn ngữ của người đó. Cái dịch ở đây không phải là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nhiều khi chưa cần thiết phải dịch từ tiếng hai quốc gia khác nhau, mà nổi cái việc bạn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt, hay mình hay nói vui là dịch từ tiếng người sang tiếng người á, là cũng là cả một vấn đề để làm content. Tức là đôi khi các bạn có thấy rằng bạn nói chuyện ba mẹ bạn không hiểu, hoặc ba mẹ bạn cứ than là ừ tao nói chúng mày không hiểu. Tại vì sao? Những từ ngữ của những thế hệ khác nhau nó đã khác nhau. Vậy thì làm content đó mới là cái mà chúng ta quan tâm đầu tiên, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, để chúng ta có thể thể hiện được hết chính xác cái nội dung trong đầu của chúng ta đến người khác. Cho nên hãy luyện cái kỹ năng ngôn ngữ như là một cái kỹ năng đầu tiên, bao gồm cả việc viết, hiểu tiếng Việt, tập làm văn, tập làm dàn ý, ngắt câu và phân đoạn. Video hay edit video hay tạo ra video, nó là một trong những cách để giao tiếp, một loại hình giao tiếp giữa người và người. Cái loại hình này mỗi một thời kỳ nó mỗi một khác. Ở những thời kỳ trước khi thời đại bùng nổ của video, nó có thể là nhiếp ảnh, nó có thể là blog, nó có thể là văn, nó có thể là radio, nó có thể là TV, hoặc nó có thể là tạp chí, hoặc nó có thể là báo tường, nó có thể là những cái tờ rơi. Có nghĩa là làm video nó chỉ là một cách thể hiện cho cái nội dung của bạn, nó là một chỉ là một cách để chuyển hóa ngôn ngữ của bạn đến người tiêu thụ nội dung thôi. Mình lấy ví dụ giải Oscar, các bạn thấy họ không chỉ có giải thưởng dành cho nhà quay phim, cho đạo diễn hay là cho diễn viên, mà họ có cái giải thưởng dành cho kịch bản gốc xuất sắc nhất, giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất. Vậy thì kịch bản gốc là gì? Kịch bản gốc nó giống như một cuốn sách vậy các bạn. Nó giống như một cuốn sách. Một ai đó họ viết ra cái nội dung trong đầu họ dưới dạng một cái văn học. Nó là một quyển sách, nó là một quyển truyện, nó là một câu chuyện. Nhưng mà câu chuyện đó để mà được lên phim thì nó lại cần một cái người dịch từ cuốn sách đó sang một cái ngôn ngữ của điện ảnh. Thì cái người dịch đó người ta gọi là biên kịch. Biên kịch họ sẽ đọc cuốn sách đó, họ thấy hay và họ sẽ phân đoạn những cuốn sách đó, họ chuyển hóa cái ngôn ngữ văn học thành những cái ngôn ngữ mô tả mà nhà làm phim họ tiếp tục hiểu theo kiểu đó, và họ sẽ phân ra à vậy thì với phân đoạn đó cái nào họ sẽ được thể hiện bằng ánh sáng, cái nào họ sẽ thể hiện bằng âm thanh, và cái nào họ cần diễn viên nói và họ cần những diễn viên đóng như thế nào, biểu hiện ra sao. Thì đó là một cái quá trình chuyển hóa. Đó là lý do mà tại sao mình nói là để bạn biết được edit video có hay hay không, bạn làm video có hay hay không, thì bạn cần phải có kỹ năng làm ngôn ngữ trước. Và sau đó khi bạn viết ra được những cái ý tưởng của bạn, những cái nội dung của bạn ngay ban đầu, thì bạn bắt đầu bạn phải chuyển hóa nó từ ngôn ngữ của bạn, ngôn ngữ gốc á, cái bản ý tưởng gốc, nội dung gốc, bạn chuyển hóa nó thành những cái gạch đầu dòng, những cái phân đoạn để bạn bắt đầu sản xuất video. Sản xuất video chứ chưa edit video nha. Đó, giống như các bạn thấy ở trên các video của mình rất đơn giản, và thậm chí ngay cả cái video mà các bạn đang xem ở đây nó cũng là một cái video cực kỳ đơn giản. Nó chỉ có một góc quay duy nhất, nó không hề di chuyển, thậm chí khi mình edit mình còn không hề làm bất kỳ màu sắc nào cả, hoàn toàn là hình ảnh gốc cả. Nhưng mà cái mà mình đang truyền tải cho các bạn, nó không phải là hình ảnh âm thanh ánh sáng, mặc dù mình làm hình ảnh âm thanh ánh sáng nó cũng ok, setup góc đẹp, nhưng mà cái mình đang truyền tải cho các bạn là gì bạn? Mình đang truyền tải cho bạn cái nội dung câu chuyện mà mình muốn nói. Về câu chuyện là edit video liệu có phải là một kỹ năng cần thiết để làm content hay không? Ở thời điểm hiện tại á, thì video nó đang là xu hướng, nó đang là trend. Cho nên việc mà chúng ta dùng video để chúng ta thể hiện chuyện đương nhiên. Vì sao các bạn? Tại vì bây giờ á, con người họ đang xem trên mạng xã hội rất là nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác nhau, mà ở đó video nó đóng cái vai trò chính. Và thậm chí nói là thời đại video cũng là thiếu, chính xác hơn là thời đại của video ngắn. Người người muốn xem video ngắn vì họ muốn tiết kiệm. Thế thì ở thời đại nào, cái loại hình nào nó đang là xu hướng, nó đang là trend, thì bạn sẽ phải nương theo loại hình đó, bạn phải biết. Thì ở trong cái câu hỏi ban đầu bạn đó bảo rằng edit video nếu như không biết thì có thể sống sót trong tương lai với ngành content creator hay không, thì câu chuyện đó là tương lai
chắc gì video nó đã là trend. Tại vì ở ngay thời điểm hiện tại, chúng ta song song với video chúng ta vẫn còn tồn tại những cái loại hình khác. Dù nó không trend bằng như là báo chí, như là blog, như là hình ảnh. Bản thân mình đã có 25 năm kinh nghiệm làm content từ khi mình còn ở tầm mười mấy tuổi. Với bắt đầu là báo tường, sau đó khi mà mình lên đại học, mình làm ở đài truyền hình. Mình làm part-time ngay đài truyền hình ngay từ năm nhất khi mình đi học luôn. Thành ra rằng cái việc mà làm content lúc đó nó chuyển qua nhiều loại hình khác nhau. Sau đó mình làm sang nhiếp ảnh, sau đó mình làm các công ty về truyền thông. Và mình cũng đã thấy một điều, mình đã sống trong cái thời đại khoảng từ giai đoạn 2005-2006 là cái thời đại cái content đó là của Yahoo 360. Nó là một cái gì đó rất hot ở thời điểm đó. Sau đó nó chuyển sang cái giai đoạn của Facebook. Và khi nó chuyển sang giai đoạn của Facebook thì bắt đầu nó có cái xu hướng là sử dụng hình ảnh, và lúc đó nhiếp ảnh lên ngôi. Nhiếp ảnh là trend. Và bây giờ nó là YouTube, nó là TikTok, nó là Facebook Reel. Thậm chí nó sắp tới nó có thể là một cái nền tảng nào đó khác, nó có một cách nào đó khác. Vậy nên việc của các bạn là các bạn cứ việc giữ cái khả năng gọi là sáng tạo ngôn ngữ của các bạn. Và sau đó là ở mỗi thời kỳ, khi mà các loại hình nào nó lên ngôi thì chúng ta sẽ tìm cách giao tiếp giữa người với người, giao tiếp giữa chúng ta với lại người xem bằng cái loại hình mà người xem họ xem nhiều. Và ngoài cái chuyện mà giao tiếp kiểu đó ra thì chúng ta còn phải biết được rằng cái cách giao tiếp nào mà chúng ta thoải mái. Các bạn xem video của mình, tất cả những video trên kênh của mình, các bạn thấy nó có phức tạp về mặt edit video không? Rõ ràng là không, nhưng thật sự nó phức tạp, mình xin lỗi nha, nó rất phức tạp trong cái câu chuyện setup không gian và setup ánh sáng. Đó là những cái mình rất giỏi từ khi mình đi làm nhiếp ảnh, và mình đã giỏi điều này tầm khoảng 20 năm nay rồi. Vậy thì bạn giỏi cái gì thì bạn hãy chuyển hóa nó lên video. Có những người họ không thể nào tích lũy ngay lập tức 20 năm kinh nghiệm để làm âm thanh, ánh sáng hay là setup decor, thì đi học edit video. Và với cái cách học edit video ở thời điểm hiện tại, với nhiều công cụ như là CapCut hay là những công cụ về trí tuệ nhân tạo, những cái transition, những cái kỹ xảo, nó hoàn toàn auto, có thể bỏ vô được. Nhưng mà các bạn, mình cũng hạn chế dùng cái đó, tại vì nó không hợp với mình thôi, chứ mình không nói nó hay, chứ mình không nói nó là nó dở hay là nó không hay nha. Nó rất hay. Lý do mà mình bỏ qua điều đó là thật sự mình cũng lớn tuổi, mình không còn thời gian nhiều để dành cho việc đó, mà mình muốn học quá nhiều thứ, cho nên mình phải chia ra cân bằng từng cái học. Đó là nhược điểm của một người lớn tuổi các bạn. Chúng ta có nhiều thứ để làm, chúng ta có nhiều trách nhiệm để phải hoàn thành trong ngày. Thành ra cái thời gian học của mình nó sẽ không thể nào bằng các bạn trẻ được. Cho nên mình nói là các bạn trẻ, các bạn coi cái việc edit video nó là một cái gì đó thần thánh cho cái việc làm content creator các bạn cũng được. Nhưng hãy nhớ một điều như thế này, cái kỹ năng về làm content hay nhất và cần thiết nhất luôn là kỹ năng ngôn ngữ. Luôn là kỹ năng ngôn ngữ. Và sau đó cái kỹ năng thứ hai là chuyển hóa cái ngôn ngữ của các bạn ra để cho người khác hiểu được, thì đó mới là một loại kỹ năng, hai loại kỹ năng cần có. Còn edit video các bạn có thể học sau cũng được, chậm cũng được. Nhưng khi mà các bạn đã biết cái kỹ năng chuyển hóa rồi á, thì cho dù kỹ năng video các bạn có kém thì các bạn vẫn có cách chuyển hóa được. Hiện tại các bạn thấy mình làm video, mình chỉ chuyển hóa cái video của mình từ mức nội dung sang những cái video đơn giản. Mình không làm phức tạp hơn, mình không làm màu mè hơn, mình không làm kỹ xảo nhiều hơn. Đó. Vậy thì lời khuyên cuối cùng tổng kết lại cho cái việc là liệu edit video có phải là một kỹ năng cần thiết cho cái việc làm content hay không? Và nếu không biết thì có thành công trong tương lai hay không? Câu trả lời là vẫn có thể được, vì edit video và tạo ra nội dung nó có thể là một sự kết hợp của hai người khác nhau. Bạn hãy chăm chỉ tạo ra nội dung hay, bạn biết cách chuyển hóa nội dung hay, và sẽ có người edit video hay cho bạn. Vậy thôi, đơn giản. Hãy nhớ, ngôn ngữ, cách giao tiếp mới là chìa khóa thành công trong việc làm
content creator.